Ok bạn, chúng ta tiếp tục đến với câu tiếp theo. Thì câu này có nội dung như sau. Tức là cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và có đồ thị như hình vẽ. Người ta hỏi là cái này là đồ thị fx này, và người ta hỏi là gx bằng f nhân f của fx có bao nhiêu cực trị. Thì về nguyên tắc thì chúng ta sẽ muốn làm, muốn tìm cực trị của hàm số đó thì chúng ta chắc chắn là phải đạo hàm rồi. Tức là đầu tiên, việc đầu tiên vô là chúng ta phải đạo hàm g phải x cho nó bằng bao nhiêu để tính nhá. G phải x thì đây là fu đấy các bạn. Fu thì nó sẽ là u phải nhân f phải u. U ở đây đóng vai trò là fx, thành ra chỗ này nó sẽ là gì? F phải x nhân với f của gì? F phải nhá. F phải của fx. U phải f phải u. Được chưa? U đóng vai trò là fx. Rồi chúng ta sẽ cho bằng 0 các bạn ha. Cho bằng 0. Cho bằng 0 thì mình sẽ được hai nghiệm thôi, hai cái phương trình. Thứ nhất là fx f phải x bằng 0. Thứ hai là f phẩy của fx bằng 0. Giả sử đây là 1, đây là 2. Rồi bây giờ mình sẽ giải từng cái một. Mình sẽ giải 1 các bạn ha. Mình sẽ giải 1. Thành ra mình sẽ tương đương với này các bạn này. Tương đương với là f phẩy x bằng 0 này. Thì các bạn sẽ hình dung một cái điều là đơn giản nhất cực kỳ luôn. Tức là f phẩy bằng 0 chỗ nào thì chỗ đó là cực trị. Trên cái đồ thị fx này, y bằng fx này. Thì không phải chạy đâu được hết, thì chúng ta sẽ đồ nhìn vào cái hình này mình sẽ thấy ở đây có ba cực trị. 1 2 và 3. Đúng không? Chỗ này thầy giả sử nó là A đi. Chỗ này thầy giả sử nó là B đi. Được chưa? Thì có nghĩa là cái phương trình y f(x) bằng 0 này nó sẽ có ba nghiệm. X bằng A, X bằng 2 và X bằng B. Cực đại cực tiểu gì không biết, thầy chỉ biết là nó ba nghiệm như vậy thôi nhá. Rồi và chúng ta sẽ kèm một cái điều kiện cho nó, tức là gì? Tức là a ấy, là phải nằm trong khoảng là từ 1 tới 2 đúng không, và b thì nó phải là từ 2 tới 3. Rõ ràng là như vậy, không chạy đâu được hết nhá. Rồi cái thứ hai là mình sẽ có cái phương trình thứ hai là phương trình f phẩy x tương đương này, f phẩy của fx bằng 0. Thì mình sẽ lợi dụng các bạn, mình sẽ lợi dụng cái điều này này, mình sẽ lợi dụng cái phương trình 1. Thì mình biết là bây giờ ở trên đó là f phẩy của a là bằng 0 đúng không? Tức là mình thế cái a này vào cái x này thì nó sẽ được kết quả là bằng 0 đúng không? Ở đây thì cũng vậy thôi. Mình thế fx này bằng a thì nó sẽ được bằng 0. Thành ra là cái gì? Thành ra là chúng ta sẽ có tương đương như cái bài hôm nọ mình đã làm ấy. Mình chỉ có ba ý thôi, tức là gì? Fx phải bằng a. Fx phải bằng 2 và fx phải bằng b. Được chưa? Được chưa? Hỏi sao vậy? Hỏi sao vậy? À thì em biết là f phẩy của fx thì bằng 0, mặt khác f phẩy x f phẩy a thì bằng 0, thành ra là x bằng a, fx bằng a. Tương tự như vậy, fx bằng b, fx bằng 2, ba cái như vậy. Thì ứng với những cái này, đây là tương giao này các bạn này. Cái này là đồ thị hàm số y bằng fx là cái hình mình rồi, còn cái này là đồ thị hàm số y bằng đường a thì mình sẽ suy ra nghiệm ở đây được các bạn. Suy ra các nghiệm của nó. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ hình là chúng ta lấy nghiệm. Đầu tiên là y bằng a. A đây. Vẽ ra. Bạn cứ làm từ từ thôi. Bài này bài khó. Bài khó. Rồi nó sẽ có hai nghiệm này. Có đúng không? Hai nghiệm ha. Tương tự như vậy, đến 2 đúng không? Cái này là 2 đúng không? Y bằng 2 đấy. Đây hai nghiệm này. Và cuối cùng là B. B đây. Bây giờ mình sẽ gióng xuống để mình sẽ tìm x của nó. Mình sẽ tìm x của nó bằng cách gióng xuống như thế này. Gióng xuống như thế này. À, gióng xuống như thế này. Gióng xuống. Và mình sẽ đặt tên cho nó, đặt tên các điểm cho nó để mình biết được nó điểm gì. Chỗ này thầy giả sử đây là x1 đi. X2 đi. X3 đi. X4. Chỗ này là x5 này. Này là x6 này. Được chưa? Lần lần như vậy. Thế thì fx bằng a, fx bằng a thì nghiệm của nó là x3 và x4 đúng không? Còn fx bằng 2 thì nghiệm của nó là x2 và x5. Còn fx bằng b thì có nghĩa là nghiệm của nó là x1 và x6. Thầy không ghi đây nữa vì ghi đây tốn chỗ, vì chả được cái gì hết.
Nhưng mà thay vào đó mình sẽ xét dấu, mình sẽ đi xét dấu g phải x bằng cách là chúng ta sẽ làm cái bảng xét dấu như sau. Đầu tiên là x này, cái thứ hai là f phải x này, cái thứ ba là f phải của fx, đúng không? Và cái thứ tư là g phải x. Cái thứ năm là mình không cần ghi, cái thứ năm thật ra là gx ấy, để biết chiều lên xuống, nhưng mà thực ra mình không cần, mình không cần. Thì mình cứ làm từ từ thì mình sẽ thấy cái thành là mình sẽ lấy từ 0 trở đi thôi, mình sẽ chỉ xét từ 0 trở đi thôi, mình không cần quan tâm đến cái phần sau là cái gì hết nhá. Thầy sẽ ghi x1, x2, x3, 1, a, 2, b, 3, x4, x5 và x6. Rồi, đầu tiên chúng ta nhìn f phải x bằng 0 này, nó có ba nghiệm 2 a 2 b, a 2 và b. Bạn để ý tiếp, từ từ cái phần trên này xuống tới a đi xuống này, đúng không? Đi xuống tức là nghịch biến, tức là nguyên cái dãy từ đây tới đây là âm hết các bạn, không có gì mình ngăn ra nhé, ngăn ra mình biết nhé, ngăn ra nhé, âm hết. Tí nữa mình sẽ nói là đây, ví dụ từ a tới 2, nhìn từ a tới 2 thì thấy lên không? Lên tức là dương ấy, lên tức đồng biến f phải dương ấy, lên là dương. Tương tự như vậy từ b trở đi, b lên là dương hết, từ b trở đi là dương hết, này dương đây, dương đây, dương đây, dương này. Rồi tiếp tục này, từ còn từ 2 tới b là âm này, đi xuống này, đúng không? Đi âm này, và cái phần từ đây đến a là đi xuống hết, thành ra nó âm hết. Rồi ok, đó là cái thứ nhất. Ý thứ hai, bây giờ mình sẽ xét dấu cái thằng f phẩy của fx này. Xét dấu sao? Thì mình sẽ để ý một cái điều từ cái phương trình 1 mình sẽ có, từ cái f phẩy x mình sẽ có này, f phẩy x lớn hơn 0 khi nào các bạn? Khi nào? Khi x nằm trong khoảng từ mấy tới mấy? Từ a tới 2 đúng không? Từ a tới 2. Và x nằm trong khoảng là từ b lớn hơn b, tức là x lớn hơn b. Đúng không? Thì f phẩy x lớn hơn 0. Thế bây giờ tựa vào cái này, tựa vào cái thằng trên này thì sẽ có f phẩy của fx lớn 0 khi nào? Tức là thay con x này bằng con fx này. Thành ra là mình sẽ có hai cái điều. Thứ nhất là fx cũng gì? Cũng 0. À xin lỗi, cũng a, cũng 2. Và fx cũng là gì? Lớn hơn b. Bây giờ mình sẽ xem là nó ở đâu nhé. Mình sẽ xem nó ở đâu nhé. Thì thực chất đây nó chỉ là fx này, nó sẽ nằm đây này, fx tức là y đấy, fx tức là cái vế bên fx này, là cái vế bên y đấy. Thì chúng ta thấy này, đầu tiên là fx là trong khoảng là từ a tới 2, đây a tới 2 đây các bạn, a tới 2 đây, 2 chỗ này này, đúng không? Thì a tới 2 là khúc này đúng không? Khúc này và khúc này này, bên này nữa. Được chưa? Thì mình sẽ có từ x2 tới x3 là nó sẽ lớn hơn 0, và từ x4 tới x5 là sẽ lớn hơn 0. Đây, thì ngăn ra nhé, ngăn hết rồi. X2 tới X3 lớn không này, được chưa? X4 tới X5 lớn không này, được chưa? Tuy nhiên vậy, X lớn hơn B, lớn B đây, lớn B tới đây trở đi này, lớn B này, lớn B đây này, đúng không? Và lớn hơn B đây này. Tức là sao? Tức là nhỏ X1 là sẽ dương, đây dương này. Và chỗ này lớn hơn X6 là dương, lớn hơn X6 các bạn, lớn hơn X6, X6 đây này, dương này. Chỗ này là dương nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tính. Còn những các thằng còn lại là âm hết, âm và âm. Rồi mấy cái này mình sẽ ngăn ra các bạn, ngăn hết ra để chúng ta biết là phần nào là phần mình lấy. Thực ra mình đừng quan tâm nó là bằng bao nhiêu, kệ nó, không quan tâm, vì đề bài nó không hỏi mình cái đó. Đây âm này, dương này, âm này, dương, âm, dương, âm, dương, âm, dương. Đấy nhá, đổi dấu f g phải mà đổi dấu thì nó là chỉ 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 và 9 cái. Thì chúng ta chọn được đáp án B các bạn ạ. B mới đáp án đúng. Đấy, thì cái bài này nó là một cái bài khó. Thành ra là giải theo cách gọi là cổ điển nhất và cách gọi là chính thống nhất, thì chúng ta sẽ có một cái bài như thế này. Và chúng ta nên là chúng ta tự làm lại để chúng ta hình dung được cái tư duy để chúng ta làm những bài khác các bạn nhá. Ok các bạn.